tập 1. Đội A vào vị trí. Đội B vào vị trí. Điểm cao vào vị trí. Lấy an toàn của con tin làm trên hết. Lúc không cần thiết thì không cần phải sử dụng vũ khí. Đội A đã rõ. Đội B đã rõ. Rốt cuộc lại là tiết lộ thông tin vậy. Đã phóng viên cũng tới rồi. Không được vào, không được vào. Đi. Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi với. Cứu tôi. Ai là kẻ đứng đầu? Ra đây cho tao. Ra đây. Tôi có thể nổ súng chế người tên côn đồ đó. Ai? Không được mạo hiểm. An toàn của con tin là trên hết. Đội trưởng, tôi nắm chắc không làm cho con tin bị thương. Hãy cho phép tôi hành động. Phó đội trưởng, không được nổ súng. Mở ra đây, ra đi mau. Ra đây. Không được kích động tên côn đồ. Để đội A và B rút lui hết. Cổ nhà quân. Mở ra đây. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Không được nổ súng. Con tên bị bắn, con tên bị bắn rồi. Tuyệt đối không được lặp lại sai lầm của hai năm trước. Cứu tôi. Tao muốn gặp đội trưởng. Trước khi đội trưởng tới đây, tao nhất quyết sẽ không thả người đâu. Cổ nhà quân, không được hành động. Thiếu suy nghĩ, không được nổ súng. Bộ đội tiến hành rút lui. Rút lui. Rút lui mau, rút lui. Mọi người thấy không? Nè, mau lên, kêu đội trưởng ra đây. Mấy người có nghe thấy không hả? Hả? À! Phát súng lúc nãy khiến cô sợ rồi phải không? Lúc nãy là anh cứu tôi sao? Sao lúc nãy cô đột nhiên lại chạy khỏi tên côn đồ đó? Để nào cô không sợ hắn nổ súng sao? Lúc đó do tôi quá căng thẳng, cho nên chưa nghĩ gì đã cắn hắn ta một cái rồi. Sau này có gặp phải nguy hiểm, không được mạo hiểm như vậy nữa biết chưa? Có ai xui tới mức gặp phải lần nữa đâu chứ. Mỗi người đều đáng để chúng tôi dùng tính mạng để bảo vệ. Đội phó, nghỉ hả? Đội trưởng, hành động lần này là do ông đích thân chỉ huy. Mời ông hãy nói một chút về quá trình giải cứu đi ạ. Tất cả hành động đều được tiến hành theo kế hoạch, đều nằm trong tầm ngắm của chúng tôi. Vốn dĩ phía cảnh sát đã rút lui, nhưng tại sao lúc sau lại có tiếng súng? Đây là chuyện gì? Bố trí công kích của chúng tôi là tầng tầng kế hoạch làm nên. Trước tiên bộ đội tiền tuyến rút lui là để cho tên côn đồ lơ là. Sau đó thì để phía bắn tỉa xử lý triệt để tên côn đồ đó. Tất cả đều trải qua kế hoạch tỉ mỉ của chúng tôi. Vất vả rồi. Cảm ơn mọi người. Anh lại kháng lệnh nữa rồi. Giờ phải làm sao đi? Lên nè. Tổng giám đốc, bên gián điệp đã xảy ra vấn đề. Chúng ta bắt được tay mắt của hắn trà trộn vào đám đông. Đã sớm phát hiện tên quản lý này có vấn đề. Tôi tuyệt đối không dung thứ cho kẻ nào phá rối tập đoàn. Đưa tôi qua đó. Dạ.
cổ nhà quân. Trong đội quan trọng nhất chính là phục tùng mệnh lệnh, mà cậu lại 5 lần 7 lượt không chịu nghe. Rốt cuộc cậu có muốn làm cảnh sát hay không? Đội trưởng, chỉ cần mệnh lệnh đúng thì tôi đương nhiên sẽ nghe theo. Cậu đang nói cái gì? Cậu nói tôi chỉ huy sai hay sao hả? Đội trưởng, ông còn nhớ nam học sinh cấp 3 bị bắt vào 2 năm trước hay không? Lúc đó tôi nắm chắc có thể thuận lợi cứu cậu ấy ra, nhưng mà bởi vì nghe theo mệnh lệnh của ông mà lỡ mất thời cơ hại chết cậu ta. Từ đó về sau tôi đều nói với bản thân tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Tự mình hành động là không đúng. Tôi có trách nhiệm bảo vệ con tin và tất cả đội viên an toàn. Hơn nữa ở hiện trường có nhiều truyền thông như vậy đều nhìn chăm chăm chúng ta, nên tuyệt đối không được có sai sót gì, hiểu không? Bởi vì tình hình lúc đó nói với tôi rằng khi tên côn đồ đã thấy cảnh sát rút lui đã lơ là, lúc này con tin muốn dạy dỗ trốn thoát, nên tên côn đồ rất có khả năng sẽ nổ súng trực tiếp vào con tin. Lúc đó tôi cho rằng hành động nổ súng là biện pháp cuối cùng, thưa đội trưởng. Tôi không thể từ bỏ, nhất định phải ra tay. Vì lỡ tay thì làm sao đây? Cậu để tất cả chúng tôi gánh hậu quả thay cho cậu hay sao hả? Thưa đội trưởng, tôi nắm chắc 100% mới hành động chứ. Tôi mặc kệ cậu có nắm chắc hay không. Nghe cho rõ đi, trong đội thì phải phục tùng mệnh lệnh, không được kháng lệnh. Cậu còn tái phạm nữa, tự mà đi xử lý. Đội trưởng còn có chỉ thị nào nữa không? Ra ngoài, ra ngoài. Rõ. Xem ra lần này cơn giận của đội trưởng ngang bằng bùng nổ hạt nhân luôn rồi. Anh biết rồi mà. Lao đi, mặt anh toàn nước miếng không kìa. Công phu sư tử hống của đội trưởng anh không phải là không biết, ngay cả tòa nhà kế bên còn nghe thấy nữa mà. Theo tôi thấy, trong đội chúng ta cũng chỉ có anh có thể khiến núi lửa cô mấy bùng phát mà thôi. Tôi để tốt bụng để cho ông mấy có chỗ xả cơn tức, mới không bị bệnh u quất thôi. Tôi nói anh nha, dù gì nổ hay không nổ súng thì cũng bị chửi, sao không an phận hoàn thành nhiệm vụ? Như vậy không phải tốt hơn hay sao? Tôi lại không phải anh. Tôi nói nghiêm túc thiệt mà, anh đừng có hối hận. Ai vậy? Làm gì thần bí vậy? Anh đi làm việc của anh đi. Nhất định là lén quen bạn gái rồi. À cậu, nói đi. Nhà quân à, có chuyện rồi. Hình như tôi bị phát hiện rồi. À cậu đừng sợ, hiện giờ anh đang ở đâu? Minh Tàu số 11. A cậu, A cậu, A cậu. Con chuột cắn túi cũng cắn tới chỗ anh rồi, anh biết không? Anh là thằng khờ mới nói không ra lời. Nên để anh ngâm nước, bình tĩnh chút đi. Thật sự tôi không biết gì hết mà. Bắt làm người rồi. Đừng, xuống đừng đó đi. Mà. Bỏ lên. Đừng. Tôi hỏi anh một lần nữa, là ai phái anh tới? Tưởng tôi không tra được sao? Lấy điện thoại trên người xuống, xem là ai bắt máy. Tập trung đúng, đằng sau. Anh ta là người của anh. Biết rồi cũng không thả người. Nếu như tôi không chịu thì sao? Vậy tôi chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi. Thả người cũng được, để lộ mặt trước đi. Thank you.
Chạy mau, chạy mau. Hắc cầu, cứu tôi với, cứu tôi. Tổng giám đốc, có cảnh sát. Rút lui. Hai người qua giúp đỡ họ đi. A cậu, A cậu. A cậu. A cậu tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. A cậu. A cậu. A cậu. A cậu. Ê, ở đây nè. Có người theo dõi không vậy? Không có. Anh sao rồi? Không cần đâu mà. Tư liệu anh cần đi. Mặt mày ủ rũ gì? Phí thông tin lần này anh xin nhiều một chút cho tôi là được. Con gái của tôi phải đi học, tôi phải đóng học phí nữa. Đi, mời Tú một ly đi. Uống rượu cái gì chứ, đi bệnh viện uống thuốc đi. Tỉnh dậy đi, chúng ta cũng phải uống rượu cùng nhau nữa mà. Chúng ta còn phải tham dự lễ tốt nghiệp của con gái anh nữa, anh quên rồi hay sao? Mau dậy đi. À cậu, là tôi đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Sau khi kết thúc nhiệm vụ này, tôi muốn kết thúc. Tôi hy vọng con gái của tôi có một cuộc sống ổn định. Nguyện làm anh em với nhau cả đời. Thổi nến đi. Thổi đi. Thổi nến. Đây chính là ước nguyện sinh nhật của tôi đó. Mau tỉnh dậy đi. Tổng giám đốc, cô có bị thương không? Cô cần đi bệnh viện không? Chút thương tích nhỏ này đi bệnh viện làm gì? Đem cao dán ra đây. Dạ. Tổng giám đốc, giao dịch với Hắc Tiêu lần này bị mật thám làm hỏng hết rồi. Tôi biết rồi, không cần nói nữa. Tôi sẽ đòi lại tất cả, bao gồm cả người cứu hắn ta. Điều tra xem người đàn ông xuất hiện hôm nay rốt cuộc là ai. Dạ. Con nè, ba cậu của con là bạn của chúng. Bây giờ con hãy
cầm lấy cái này đưa cho mẹ con. Chú đây. Chú đây thật vô dụng, không bảo vệ được ba con. Chú xin lỗi. Chú xin lỗi. Con yên tâm đi, chú nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ba của con. Hả? Ê nè, sao vậy? Sao lại thành ra như vậy? Ngô Bình An, tôi phải bắt cô ta. Bắt tôi tới đây để thẩm vấn nhưng ngay cả bằng chứng cũng không có. Anh đang giỡn với tôi đó hả? Chứng cứ chúng tôi sẽ lấy ra, có nhân chứng tại hiện trường. Anh ta là người của cảnh sát chúng tôi, anh ta sẽ làm chứng. Người của cảnh sát các anh? Trên thế giới này có biết bao nhiêu cảnh sát muốn bắt Ngô Bình An tôi. Mấy anh chơi chiêu này lấy một nhân chứng như vậy để mà chứng minh tôi phạm tội, nói ra càng thấy giống vu oan giáo họa hơn. Anh có thấy tôi nói đúng hay không? Chứng cứ tôi không có mặt tại hiện trường cũng đã cung cấp cho mấy anh. Sáng ngày hôm nay tôi đang đi công tác ở Đài Trung. Đây chính là sự thật 100%. Camera ở quán cơm có thể làm chứng đó. Đại ca, nói láo. Cô ta đang nói láo. Những hình ảnh trong camera đều là giả cả, đều là do cô ta sắp xếp hết. Cho dù là thật thì chúng ta cũng không đủ chứng cứ đâu. Bây giờ chỉ có một mình anh làm chứng mà thôi. Nhạc Quân à, chúng ta đấu không lại cô ta. Sao hả? Tôi có thể đi chưa? Sao còn chưa ra nữa? Sao mà lâu quá vậy? Ra rồi kìa. Tổng giám đốc, lên xe. Đội trưởng, ông buông tôi ra, tôi phải bắt cô ta. Cậu dựa vào cái gì mà bắt cô ta? Mau đi theo tôi. Tôi không nói nhiều như vậy đâu. Không được chạy. Không được chạy. Không được chạy. Cậu không có quyền điều tra Ngô Bình An. Lúc nãy đội trinh thám số 8 đã gọi điện qua đây. Vậy thì đã sao chứ? Cô ta đã hại chết A Cẩu, tôi nhất định phải đưa cô ta ra công lý. Cổ Nhạc Quân, cậu lý trí một chút nghe tôi nói đi mà. Ngô Bình An là mục tiêu của đội trinh thám số 8. Lúc nãy cậu bắt cô ta tới tra khảo đã đánh rắn động cỏ rồi. Đội trinh thám số 8 đang dậm chân. Dậm chân hả? Vốn dĩ là nên dậm chân. Lẽ ra không được để cô ta thiếu giao ngoài vòng pháp luật. Vậy được, cho dù có bắt đi nữa thì cũng là chuyện của đội trinh thám số 8, hiểu không? Được, vậy tôi chuyển sang đội trinh thám số 8. Sau này chuyện bắt được Ngô Bình An, đó chính là chuyện của tôi. Ê, tôi biết tâm trạng của cậu không tốt, không trách cậu nói lời bực dọc. Vậy đi, cậu về nghỉ trước đi. Đội trưởng là tôi nghiêm túc đó, tôi muốn chuyển sang đội trinh thám số 8. Chuyển sang đội trinh thám số 8, vậy còn Hắc Tiêu thì sao? Cậu không lo nữa hả? Mọi việc có thể làm được một nửa rồi ngừng lại hay sao? Đó không phải là tác phong của Cổ Nhạc Quân. Hắc Tiêu cũng là người của Ngô Bình An, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bắt được cô ta thôi. Cấp trên kêu chúng ta làm sao thì cứ làm vậy đi. Các ban ngành, các đơn vị khác phải phục tùng mệnh lệnh. Cậu nhớ những điều đó là được, chuyển đổi không được chấp thuận. Được, đã vậy thì tôi từ trước là được chứ gì. Người đẹp, một mình hả? Không thì anh thấy có ai khác nữa sao? Không có, tôi là Cảnh Vàng, làm quen ha. Anh theo đuổi con gái như vậy đó hả? Tôi không có thường theo đuổi con gái, nhưng nhìn thấy cô gái như cô nhất định phải tới làm quen một chút. Trang Cảnh Vàng. À, châu qua, châu qua, châu qua. À, đứng lại, xin lỗi, xin lỗi, chạy. Đứng lại. Làm ơn, làm ơn, chạy. Cái thằng nhóc đi.
Đứng lại. Trời ơi. Cái thằng nhóc này, mày muốn trả tiền hay là dùng mạng để trả hả? Đại ca ơi, hiểu lầm rồi. Mạng của tôi có đáng giá bao nhiêu tiền đâu. Anh hỏi Thái Đổng đi, tôi còn nói ngày mai tôi phải trả tiền cho anh nữa mà. Lời nói này mày đã nói 3 lần rồi. Đâu có đâu. Bọn tôi nhảm đi, đánh nó. Cổ đại ca, cổ đại ca, giúp một tay đi, mau mau mau, mau lên mau lên. Hứa với tôi một chuyện, không thì hai người này cậu tự xử đi. Cổ đại ca, anh bớt nói giỡn đi, gì của anh tôi giúp được hay sao chứ, xử lý chuyện ở đây trước đã. À, xin xin các anh chờ một chút. Đại ca, tôi giúp cho, mời, go go. Tư liệu của Ngô Bình An và tập đoàn Nghĩa Thanh đều ở trong này. Ý, tuy rằng tôi có nhiều thông tin, nhưng mà tôi không hề muốn rước lấy phiền phức. Anh đó phải bảo đảm là không được liên lụy tới Trang Cảnh Phàn tôi đó. Tôi đảm bảo là chuyện này sẽ không dính dáng một chút nào tới cậu, có được không? Được. Đúng là nghiệt duyên mà. À, với ai là nghiệt duyên? Thì tôi với anh đó. Không lẽ anh với Ngô Bình An? Tôi với cô ta chỉ có thù, không có duyên. Mới sáng đã phải đi rồi sao? Ừ, để tự con. Không phải mới bị thương sao? Qua đây. Bây giờ vị trí của con đã khác xưa, không cần phải việc gì cũng đều đích thân phải ra mặt. Gần đây không được bình yên lắm, cho nên tự thân xuất mã cũng dễ làm việc hơn. Qua mấy ngày nữa phải đàm phán với Tống lão đại rồi. Bọn họ rất muốn giành lấy dự án thôn nghỉ dưỡng. Con người của Tống Phú Hùng, vì đạt được mục đích chuyện gì cũng có thể làm. Còn với ông ta tranh địa điểm này, mẹ lo lắm. Con có xảy ra chuyện gì khiến cho mẹ lo lắng chưa? Mẹ biết là con lợi hại, nhưng mà làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, không được khiến mẹ lo lắng. Yên tâm đi, từ lúc con tiếp nhận vị trí này tới giờ có xảy ra chuyện gì khiến mẹ lo lắng đâu. Thôi được rồi, không phải ra ngoài sao, mau đi đi. Ừ, vậy con đi nha. Ừ, cẩn thận đó con. Ừ, được, nơi đó tôi biết, lát nữa gặp. Chào buổi sáng tổng giám đốc. Hôm qua ở bến cảng có kẻ làm loạn, cớm nhất định sẽ nhìn vào chúng ta. Cậu anh em không có việc gì thì đừng đi lung tung ở công ty cho tới khi yên ổn đi. Dạ tổng giám đốc. Hôm nay không cần đi theo tôi có việc riêng. Tiểu Từ, chìa khóa. Sói Quang nghe thấy tiếng hú, có chuyện gì thì cứ nói đi. Cường Năng có tin tốt muốn báo cáo với Sói Quang đây. Chị ạ, lát nữa em phải phỏng vấn rồi. Thật không? Tốt quá rồi, cuối cùng em cũng đi theo ước mơ của mình rồi. Em lo lắm luôn, em sợ lắm hỏng. Dù gì đây cũng là ước mơ của chị hy sinh cho em. Chị không cho em nói như vậy. Ước mơ của em thì phải dũng cảm theo đuổi, như vậy cả đời mới không hối hận. Chị tin em nhất định có thể làm được.
Cố lên đó. Tiêu Tinh hả? Chị để Tiêu Tinh đi du học rồi. Cừu Non à, chỉ có một chút việc, lần sau nói tiếp. Tìm tôi có chuyện gì? Không phải tôi đã phu nhân. Bình an, ngoại trừ ngoại thương ra còn có cái gì nữa? Não bộ của con bé bị chấn thương rất nghiêm trọng, trước mắt thì chỉ số hôn mê là 3. Ý của anh là rất có khả năng con bé trở thành người thực vật, hoặc là bị chết não. Viện trưởng Hà, ngay lập tức sử dụng tất cả các phương pháp trị liệu. Trong nước không có thì liên lạc ngoài nước. Tôi mặc kệ tình hình của con bé không có lạc quan tới mức nào đi nữa, tôi đều phải lôi con bé từ quỷ môn quan trở về đi. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Bình An rơi vào hôn mê, công ty không thể dừng hoạt động một giây nào hết. Mình phải làm sao đi? Tôi nghe nói Bình An của mấy người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tình hình hình như là rất nghiêm trọng. Vậy hội nghị 3 ngày sau có cần quỹ hay không? Không cần phải quỷ, 3 ngày sau vẫn tổ chức bình thường. Bình An vừa xảy ra tai nạn, bên kia liền biết được tin tức. Sao thời gian lại trùng hợp như vậy chứ? Tiểu Chích. Dạ. Tôi muốn âm thầm điều tra tổng giám đốc hành động một mình là đi gặp ai, không được kinh động tới bất kỳ ai. Cậu hiểu không? Đã rõ. Dám đụng tới nghĩa thành chúng ta, món nợ này Tiểu Chích nhất định sẽ đòi lại. Dạ. Công ty không thể một ngày vô dụng. Xem ra mình chỉ còn cách làm như vậy thôi. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có kỳ vọng riêng về gia đình. Nhà không chỉ là một tòa nhà đơn thuần mà giống như nơi trú ẩn của tình yêu. Nhà là nơi đầu tiên bạn muốn quay trở về bất cứ khi nào, dù hạnh phúc hay là đau buồn. Vì vậy, dựa vào cách thức này mà thiết kế của tôi đã được ra đời. Angeline, tôi thật sự thích thiết kế của cô. Nó rất cảm động và có ý nghĩa. Chúng tôi rất thích một người giống như cô. Nếu cô muốn, cô sẽ là người châu Á đầu tiên có mặt trong đội của tôi. Anh đã có một quyết định rất là sáng suốt. Tôi sẽ không làm cho anh phải thất vọng đâu. Vậy khi nào cô có thể bắt đầu công việc? Có chắc là cô chỉ có thể bắt đầu vào tháng tới không? Ý tôi là tôi mong cô có thể bắt đầu sớm hơn một chút.
Sao nhanh vậy? Ê, Ngũ Bình Phàm. Sorry. Bình Phàm, là mẹ đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ muốn con quay về ngay lập tức. Cái gì? Con quay về? Đúng. Quay về. Mẹ muốn con về ngay trong ngày mai. Ngày mai? Chú Hoa sẽ lo thủ tục vé máy bay cho con. Không cần hỏi nhiều. Còn nữa, không được nói với bất cứ ai chuyện về nước, bao gồm cả chị của con. Sau khi tới sân bay, phải làm gì tiếp theo mẹ sẽ có chỉ thị khác. Mẹ đã kêu em gái mà con yêu thương nhất quay về rồi. Bình An, con không trách mẹ chứ? Lúc nãy mẹ cậu kêu cậu phải về Đài Loan hả? Mẹ của mình muốn mình quay về, bà ấy đích thân gọi cho mình đó. Đúng, dì ấy còn kêu cậu là không được nói cho bất kỳ ai biết, cho nên chuyện này nhất định có vấn đề. Điểm chính là đây, từ đó tới nay mẹ cậu ít khi liên lạc, lại đột nhiên kêu cậu về Đài Loan. Tình hình này nói có bao nhiêu kỳ lạ thì có bấy nhiêu kỳ lạ. Cậu nè, cậu sẽ bị bán mất đó. Không sao hết. Muốn mình về vì lý do gì cũng không hề quan trọng một chút nào hết. Đối với mình mà nói thì quan trọng là mẹ mình muốn mình quay về. Mẹ mình muốn mình quay về. Mẹ muốn mình quay về đó. Tóm lại cậu không bị bán đi là tốt rồi. Nhưng mà cậu quên mất hôm nay cậu tới đây làm gì rồi phải không? Là cái gì vậy? Không phải là cậu luôn muốn hợp tác với Andy sao? Muốn chứ. Bây giờ đột nhiên quay về Đài Loan, vậy không phải cậu từ bỏ ước mơ của cậu, từ bỏ cơ hội tốt nhất cậu đừng hả? Có khẩn trương như vậy chứ. Mình cũng đâu có nói là mình sẽ từ bỏ. Dù gì thì một tháng sau mới chính thức đi làm. Vừa hay có thể nhân cơ hội này về một chuyến. Ngô Bình Phàm à, có phải lúc nãy cậu nói một tháng sau chậm nhất, cho nên ý cậu nói là... Đúng. Anh ta chính thức mời cậu gia nhập không? Đó là đương nhiên rồi. Người ta được mọi người tranh giành đấy nha. Mình vui quá đi. Anh Quân ơi, mấy ngày trước con Bình An gặp phải kẻ khủng. Bây giờ thông tin lưu truyền từ phía có người nói con Bình An bị tai nạn giao thông đã chết rồi. Rồi nửa sông nửa chết. Thậm chí còn có người nói cô ta cố ý thả tình đi ra để mà đụng kẻ thù. Cũng đụng rối ren. Mà có thể khẳng định cô gia sắp phải chia rẽ rồi. Vì nước gia Triệu Thiên Hưng rất có thể sẽ thượng vị đó. Cậu làm cái gì vậy? Mẹ kì, mình che như vậy chắc không ai phát hiện ra đâu ha. Nếu mà che thêm nữa mình sợ người ta gọi cảnh sát mất. Ôi trời ơi, mình cũng hết cách rồi. Không phải mẹ cậu kêu mình đưa cậu tới bệnh viện của ba mình sao? Hơn nữa không thể để cho bất kỳ ai thấy, nên mình chỉ còn cách kêu cậu làm như vậy thôi. Mình là ai? Mình nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Tân tân. Được rồi, cậu nói như vậy chắc là không có vấn đề gì. Theo mình thấy thì khoảng cách từ đây tới cửa là khoảng 120 mét. Cho nên theo tốc độ bước đi của mình thì chỉ cần khoảng 1 phút. Vậy thì mình chỉ cần nắm chắc thời gian đi xuyên qua đại sảnh, sau đó bước vào thang máy là mọi chuyện không thành vấn đề rồi. Sẽ không bị nhận ra đâu. Làm ơn bao qua đó đi được không? Đừng để mẹ cậu chờ lâu. Mẹ cậu đã cẩn thận dặn dò là chỉ có mình cậu sang đó thôi. Còn nhiệm vụ của mình là phải đem hành lý của cậu về nhà trước. Bye bye. Đi nha. Trần Canh Phần, thông tin của cậu có chính xác hay không? Lúc nãy tôi hỏi y tá, bọn họ nói là căn bản không có bệnh án của bệnh nhân của Bình An ở đây. Mặc kệ ra sao cũng phải cho tôi địa chỉ chính xác, tôi muốn trực tiếp đi tìm cô ta. Đau quá. Xin lỗi. Love.
tôi xin lỗi. Ôi nè, cô hơi cất khăn. Nè. Alo, tìm thấy chưa? Phu nhân. Đợi lát nữa tôi sẽ có khách tới, cậu để con bé trực tiếp vào. Đợi lâu quá rồi đó, mau vào đi. Không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được vào. Dạ rõ. Dạ.